Các bạn, trước mặt các bạn đây là 3 tỷ tiền máy anh em ạ. Anh em thấy 3 tỷ tiền máy có đẹp, có nhiều không? Đây là toàn bộ những cái máy của mình. Đây anh em nhá, máy rất là lộ hết rồi. Xin lỗi các bạn nhá. Anh em nào thích vỏ này nhỉ? Vừa rồi mình mua 500.000. 500.000 một đống vỏ này, anh em thấy có chất không? Vỏ này để làm gì? Mình chuẩn bị mở một cửa hàng mới. Đề nghị anh em tắt hết video nhá. Để anh nói chuyện. Đợt tới mình chuẩn bị mở cửa hàng mới, thế nên là mình phải cần những cái vỏ như này. Mình cần những cái vỏ như này, mình để ốp vào tường, ốp vào biển thì rất là đẹp luôn anh em ạ. Mình nghĩ là đây sẽ rất là một cái vấn đề là độc lạ. 500.000 đống vỏ anh em thấy đẹp không? Nhiều vỏ 11 rất đẹp anh em này, đẹp không? Đấy, đây là những cái cửa hàng người ta thay vỏ xong người ta bỏ. Mai mình sẽ lấy 50 cân vỏ nữa. 50 cân vỏ nữa như thế này. iPhone 11, iPhone 6 luôn này, đẹp không anh em? Đấy, rất đẹp luôn, anh em thích không? Anh nào thích thì đến mình cho nhé. Những cái vỏ soi S Plus này, những vỏ này thì nói chung là đây, nó không móp méo gì này, nhìn tạm được. Nhưng anh em vỏ xấu như ma thì thay cái vỏ này vào thì đúng đẹp luôn đấy anh em ạ. Này vỏ 8 Plus này, đẹp không? Này vỏ 8 Plus đẹp không? Anh em có máy nào vỏ xấu như ma không, thay vào cái vỏ này vào thì đúng là mỹ mãn luôn. Anh em nào mà cần thì đến cửa hàng mình cho nhé. Đấy, đây là phần này là mình hơi bốc phép tí, mấy tỷ tiền máy của mình thì chất là vỏ bà con nhá. Và máy đây. Đây máy đây anh em. Đầu tiên đến với các bạn là con Asus này. Con Asus này là Asus gì đấy anh em nhỉ? Anh em biết đây là Asus gì không nhỉ? Asus gì đấy? Ôi giời ơi. Con này vừa mình mua 300. Đấy, đúng chính xác, mình thề luôn mình mua 300. T00G là Asus gì đấy không biết. Mình mua 300 nhá, mình bán ra vào con là 400.000. Nói chung là bán cho các bạn cái gì đó mà bán không có lãi thì người ta bảo nói phép đúng không? Mình phải có lãi anh em ạ. Mình làm mình có lãi chứ không làm thì không có lãi thì lấy gì mà ăn. Đấy, ấy mà ăn à. Đấy, Asus T gì đây? Anh em có thể tự lên mạng xem. Con này thì đúng là xem YouTube, Facebook, Zalo thì đúng là chất luôn này. Màn hình rất là đẹp luôn. À mình xem cam này nét không nhá. Máy to quá. Ui trời ơi, sao lại cái gì thế này? Cam trước này, cam sau này. Ui ôi, mờ thế nhỉ? À cái cam này tí nữa mình nó hơi mờ. Cam này tí nữa mình dán lại xem cho nét không? Mình chưa mờ lắm anh em ạ. Để cho bà con 400.000 nhá, tí mình sẽ xử lý cam xem nét được không tí sau nhá. 400.000 Asus gì gì đó. Anh em có thể tự lên mạng xem T00G là gì đấy nhá. 400.000 Asus. Tung con gì đấy? Hello bà con nhá. Hôm nay có mấy quả kèo cỏ để cho bà con. Hay da, chuẩn bị là có một thanh bắn máy nữa rồi anh em ạ. Đấy. Thanh mèo mồm bắn máy con gì đấy? Samsung gì đây? S6. Ủa con này màn đẹp mà nhỉ? Vâng. Ủa S6 này. À, từ từ cho con xem nhìn kỹ này. Samsung S6 này. Lên nét hơi chậm tí, mình lên nét hơi chậm tí. Con này RAM 3, RAM 4 đấy nhỉ? Ủa con này màn đẹp đấy anh em ạ. Màn đẹp đấy, không ám bố ở trong màn nào. Samsung S6 con này hồi xưa là đỉnh cao một thời đấy, con này bán bao nhiêu đấy em? Con này để cho bà con là 7,5 lốp. 750.000 Samsung S6. Ôi giời, cam này. Xem cam camera chỗ nào nhỉ? Thực sự mình không dùng máy này mình không biết được. Cam nét luôn. Ô, cam nét phết anh em ạ. Ôi giời ơi, cam sau này, nét thế ở cam trước này. Nét thật đấy anh em ạ. Nét được. Samsung S6 con này là 750.000. Ôi giời ơi, quá rẻ luôn bà con ạ. Nhìn thông tin thiết bị này. Samsung S6 này, phiên bản 5 chấm này. Đấy, ok, anh em muốn biết tên thùng chung. À số tùng em là gì nhỉ? 08 555 9 83 86. Zalo em đúng không? Vâng. 0855 983 86. Liên hệ với Tùng Béo Mồm anh em nhé. Đây anh em, đây là những kèo Tùng Béo Mồm nhé. Anh em đừng hỏi mình. Đề nghị anh em xem video này xem kỹ. Những kèo này đừng hỏi mình làm gì thì mình không biết được nhé. Con gì đây? Con gì nữa? Đây là 6S Bypass. Bao tiền? Đấy. Chưa lắp pin, tí lắp pin sau. Màn lô à? Màn lô. Bao tiền? Để cho anh em là 6 lốp 6S Bypass màn lô. Chưa có pin. Chưa pin. Lắp pin vào là 6 lốp đúng không? Lắp pin vào 7 lốp. Thôi 6 lốp thôi, màn lô rồi 7 lốp. Rồi 6 lốp để cho anh em 6 lốp. iPhone 6S bypass đúng không? Vỏ xấu như ma này, vỏ màn lô vẫn dùng bình thường nhỉ? Dùng bình thường. Không lắp SIM. Full chức năng. Full chức năng. Sao trông khắm đi. 600.000. Được rồi, tí liên hệ với Tùng Bi nhá. Còn gì nữa? Cái gì nữa? Còn hai con 6 đang em mà. Xong. Cái gì có mỗi con này thôi à? Có mỗi bách này. Hết rồi. Con gì đây? iPhone 6 ấn ai của Lao, quốc tế ở nhà là lắp SIM như mọi bình thường. Đầy đủ vân tay này.
không thiếu gì nhá. À quên, mất vân tay. Đầy đủ vân tay. Mất vân tay như đúng, thế thôi, không nhập được vân tay. Không được vân tay được á? Đặt lại xem nào. Quay mất vân tay. Không sao. Bán mất vân tay. Bán cho bà con 1 triệu. Một thằng bệnh đấy. Còn vân tay đi đâu đấy chị? Vân tay. Ừ, 1 triệu thôi. Ừ, 1 triệu. 1 triệu. Là qua 1 triệu. Có vân tay không? Không có vân tay chịu thanh nhượng rồi. Bao nhiêu? 1 triệu. 1 triệu đồng iPhone 6. Ấn. Đầy đủ vân tay, tài khoản ấn. Ok, quốc tế đúng không? Lắp SIM đầy đủ. Lắp SIM đầy đủ. 1 triệu ok xong. Thì bán máy bát. Cái thành phần có ai nào không qua vân tay không vân tay cũng thành phần. iPhone 11 Pro, máy zin app nhá, máy zin app full chức năng, còn đúng 1 cây duy nhất để cho bà con. Nguyễn Tùng dặn em nhập iCloud em làm gì đấy? Đấy mình em định chiếm lĩnh máy của anh à? iPhone 11 Pro 10.800.000 đồng nhá. Con này máy zin áp suất nhá, này đẹp căng luôn này, còn đúng 1 cây duy nhất để cho bà con này nhá, 10.800.000 này nhá. Khỏi về bàn về chất lượng con này, miễn chê. Mình vừa lại mình mua con này iPhone 6 này này, iPhone 6 mất vân tay. Ô màn thì xấu đây này, hết pin rồi đây màn đây, mua 500 bán cho bà con 600.000 đồng, mền zin đét luôn. Bà con nắp cái màn này vào tầm 450 đến 500 nữa thì thành 1.1 triệu, vẫn là rẻ anh em ạ. Nhá. iPhone 6 Plus mất vân tay quốc tế 600.000 đồng dành cho anh em thợ. Anh em nào thợ vào đây chốt múc con này quá mỹ mãn luôn nhá. iPhone 6 nhá, quốc tế 6 Plus nhá, quốc tế nhá. Con gì đây? Vâng, trước mặt các bạn này con iPhone 6 X. À đâu, con iPhone X. Quốc tế, full chức năng, màn OLED fix true tone rồi nhá. Màn đẹp như zin luôn. Để cho bà con, hôm trước mình có đang bán 5.7 triệu đúng không? Bán cho bà con 5.6 triệu. Vì sao bán 5.6 triệu? Vì bây giờ máy nó rẻ lắm rồi. Múc thôi bà con ơi. Con này máy ngon lắm, mỗi cái là mất màn OLED thôi. 5.600.000 đồng iPhone X quốc tế nhá. Đây này, con này siêu phẩm cho bà con này. Samsung Tab E. Đấy, con này mượt lắm. Mượt lắm, hình thức đẹp lắm. Đây, đẹp không? Con này cho bà con về học online này, mới lại Facebook Zalo này, quá ok luôn. Chụp ảnh như nào này cũng được, tạm được, tạm được thôi, không phải được lắm. Ấy à, cầm trước cầm sau ok. Con này để cho bà con là 1.450.000, Samsung Tab E 1.450.000. Ok. iPhone X Max, con này là máy của bà chị, bà ấy đang dùng. Nhá, máy này rất là ngon luôn nhá, máy Zin áp nhá. Máy Zin áp suất nhá. Máy là máy Zin áp suất nhá. iPhone XS Max quốc tế nhá. Đây. 64GB ZD bản Hồng Kông này. Máy đẹp keng luôn. Đẹp luôn nhá, con này máy đẹp luôn, không xuất xác gì đâu. Nguyên zin nguyên áp luôn. Để cho bà con 8 triệu đồng iPhone XS Max quốc tế, 8 triệu đồng. Máy quốc tế anh em nhá, 8 triệu đồng. Zin đét luôn, nguyên áp luôn. Máy bà chị đang dùng luôn. Muốn biết thêm thông tin chi tiết về con máy này thì nhắn tin inbox riêng cho mình nhá. 12 Pro Max đây. Úi dồi ôi. 12 Pro Max của bà con này. 18.500. Máy lốc lên quốc tế. Xin áp nhá. 11 Pro Max. Quốc tế. Mên gì mà riêng gì đây? Gì đấy? Em... đợi thì ra phải kia ngồi. Đợi thì. 11 Pro Max. Quốc tế. Con này thay màn hình, thay màn hình zin rồi nha anh em nhá. Anh em xem hình thức đi. Rất đẹp luôn. Giá 11.800.000 đồng nhá. Thôi cứ bình tĩnh đi, đang quay video khổ lắm. Cứ bình tĩnh, anh em quay lúc video đó. iPhone 12. Máy zin đét nguyên áp 13 triệu. Đấy. Muốn biết thêm thông tin chi tiết nhắn tin cho mình. iPhone XS Max độ 13 256GB nhá. Con này cho thằng đệ mình mới tập làm chút đằng viền viền, nó hơi sức một tí nhá. Hơi sức một tí nhưng mà đẹp lắm anh em ạ. XS Max độ 13, máy zin, men zin, full chức năng, 10.200.000 đồng cho bà con. iPhone X zin anh em này. iPhone X zin nhá, zin từ màn đến men chu tông đầy đủ nhá, máy nguyên áp luôn nhá. iPhone X nhá. Em ơi, trật tự một chút đi, trật tự một chút, anh đang quay. Đừng nói gì cả. Cứ tình từ nhịn nói một tí. iPhone X Max nhá. À iPhone X nhá. 6.200.000 đồng. iPhone X cam kết vỏ đẹp này, men zin, màn zin này nhá. Máy đẹp nguyên zin luôn đấy. Đẹp lắm. Để cho bà con là 6.200.000 đồng con. Còn mới coi nhá, ok. Anh em nào chốt thì nhắn tin cho mình nhá. Đây con này 11 Pro Max zin áp đây.
11 Pro Max Zinap vỏ xấu như ma. Bán phá giá luôn, 12 triệu nhá, máy nguyên áp nhá, full chức năng luôn, không có làm gì cả nhá. Đã dán mắt cam này này. 12 triệu. Anh em thích máy đẩy cao gì nữa không nhỉ? Con gì đây? Đây, Ikin Max đây. Con này có một bạn chốt rồi đây. 12.500 này. Máy đẹp luôn, đỉnh 86. Con gì đây nhỉ? Con này là 6 gì? 6 lốc lên quốc tế à? 128GB này. 128GB nhá. Con này 128GB này, bị tăng hết pin này. Máy lên quốc tế này. Để cho bà con 1.100.000 đồng nhá. 6 lên quốc tế nhá. Phone 6 nhá. Đây, hình thức đây. 1.100.000. À, con này có bạn chốt rồi nên mình chưa phá mật khẩu, mình chưa bán được nhá. Ok nhá, chào bà con nhá. iPhone X đây. Đây những con iPhone X là 6.2 này anh em này. iPhone X này, máy SIM 6.2 này. Múc cho bà con, máy trần không phụ kiện nhá. Múc cho tất cả bà con nhá.